Vâng, xin kính chào tất cả quý bà con. Chúng ta đã quay trở lại video lời nói đầu tiên. Chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta quay trở lại một cái video nhiều bà con chúng ta hỏi rằng là phân bón rồi cây giống đó, Willow Farm có ship tận nơi hay không? Thì xin thưa với bà con là có ship tận nơi, có giao hàng toàn quốc nha bà con nha, giao hàng khắp nơi cho bà con chúng ta. Khi bà con chúng ta đặt hàng trên tổng đài hoặc là bà con chúng ta đặt hàng qua các cái hệ thống mà nền tảng khác á, như là TikTok hay Lazada hay là Shopee, Willow Farm cũng gửi hàng cho bà con chúng ta. Bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật thì có những cái số điện thoại hotline trên màn hình để các bạn bà con chúng ta gọi về, các bạn chuyên viên sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con chúng ta nha bà con. Nếu bà con chúng ta sử dụng sản phẩm phân bón hoặc là bà con chúng ta trồng cây ăn trái á, bà con chúng ta cần về hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các anh em kỹ thuật sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bà con chúng ta theo cái tiếng chăm sóc đến tận vườn cho bà con chúng ta, hướng dẫn cho bà con chúng ta nha bà con. Chăm sóc cho vườn của bà con, hướng dẫn cho bà con chúng ta cách xử lý phân bón, cách chăm sóc cây giống như thế nào, cách đi ống nước ra làm sao, cách chăm cây như thế nào, cách tỉa cành tạo tán làm sao, là có đầy đủ hết từ A tới Z và hướng dẫn cho bà con chúng ta một cách chu đáo và tận tình nhất, hoàn toàn miễn phí nha bà con nha. Phân bón cây giống thì bán nhưng mà hướng dẫn kỹ thuật chia sẻ cho bà con chúng ta là miễn phí nha bà con. Nó rõ cho bà con luôn, cho bà con chúng ta hiểu vấn đề ha. Nhưng để một số bà con kêu cây giống với phân bón miễn phí luôn là thông ngủm luôn á, đúng anh Di? Đúng ha. Thì thực ra là tất cả mang lại cho bà con chúng ta một cái giá trị ha. Bà con chúng ta cần hỗ trợ bên Willow Farm với hướng dẫn hỗ trợ cho bà con chúng ta. Bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật, các bạn chuyên viên tư vấn hay dễ thương xinh đẹp không trời, đi như qua hậu này rồi, nó đi qua rồi, đi qua luôn này, rồi đi qua cánh gà luôn bà con. Rồi đây, bây giờ là bà con chúng ta quan sát cái khu vực mà các anh em đang đóng hàng ha. Quan sát rồi, bây giờ mình sẽ đi lên cái khu vực khác để review cho bà con chúng ta xem nha bà con. Đây là Trương Đăng Huy á, rồi Dũng Lâm Trắng Khang y chang, khác gương mặt thôi à. Rồi chúng ta tiếp tục đi nè bà con. Đây là Mr. Quang nè mọi người. Chúng ta tiếp tục đi quan sát. Rồi có một số bà cô đang lựa cây ha. Đây khu vực ở bên trong là văn phòng nha mọi người. Có cái ô cửa nhỏ nhỏ đó. Ở bên này ô. Này ô, mấy em gái xinh xinh không à. Mình zoom cho bà con chúng ta coi này. Trời ơi, đứng xa nhìn thế này. Này ơi, đấy. Rồi khu vực này là có một bạn Tiếp Tăng ha. Này là Diễm My ha. Này Diễm My là cháu của thầy ông nội nè bà con. Đó Diễm My nè bà con. Đó thầy ông nội đang tìm Diễm My nè. Diễm My ơi, Diễm My con đâu rồi? Thầy ông nội đâu? Phải Diễm My không? Tên gì? Ngọc My. À Ngọc My, không phải Diễm My. À lộn, vậy là mình tưởng bộ Diễm My kia. Nè đóng hàng cho bà con anh Nhật này. Anh Nhật anh nghe tới Diễm My thầy ông nội cái anh mất hồn mà. Diễm My, đây là Ngọc My phải không? Nó Ngọc My khác, Diễm My khác. Rồi các anh em đang đóng hàng. Cái này ship hàng đi đâu vậy? Đi Tây Ninh hả? Rồi ông chú này mua hai cái cây luôn này. Rồi cây có bông luôn kìa. Một cây mận với một cây nhãn ha. Rồi bà con chúng ta quan sát một chút xíu cây giống Willow Farm, bà con chúng ta thấy tràn ngập luôn bà con. Ở trên xa kia là bản hiệu ha. Đây mình lướt qua nhẹ cho bà con chúng ta xem, đây là giống sầu riêng nè bà con. Sầu riêng bên này cũng là sầu riêng nè bà con. Đây, sầu riêng nè, sầu riêng lỡ ha, mấy cây trà bá vậy nè. Đây sầu riêng to. Rồi mình lướt qua nhẹ từ ở bên này mình đô ly cái giống như đạo diễn hình ảnh phim, giống như phim hành động á bà con. Rồi quay ra cái hang. Chứ mình lật camera lên đây cái cho bà con chúng ta sẽ thấy. Đây Willow Farm ở tại quốc lộ 57, ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Có ship hàng toàn quốc muôn nơi, bà con chúng ta muốn ship hàng ở đâu, muốn mua hàng về đâu là các anh em sẽ đóng hàng và gửi hàng về cho bà con chúng ta muôn nơi nha bà con. Và bà con chúng ta muốn đến tận nơi á thì bà con sẽ đến cái vị trí ở trên đây, quốc lộ 57, ấp Tâm An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Bà con sẽ gọi số điện thoại hotline trên màn hình hoặc là bà con chúng ta tìm trên Google ha, siêu thị cây giống chi nhánh Bến Tre là ra. Và ngoài ra thì ở siêu thị cây giống còn thêm một cái vị trí nữa, đó là ở tại xã Tân Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Tiền Giang nha bà con nha.
Willow Farm hân hạnh cũng đồng hành với tất cả quý bà con chúng ta trong suốt cái hành trình chăm sóc cây. Bà con chúng ta cần về tư vấn kỹ thuật, cần hỗ trợ thì bà con chúng ta có thể liên hệ với Willow Farm để các bạn chuyên viên cũng như là các anh em kỹ thuật hỗ trợ tư vấn cho bà con chúng ta một cách tốt nhất về các cái vấn đề cây giống, cây trồng. Bà con chúng ta muốn xử lý đất từ cái giai đoạn kiến thiết, bà con chúng ta muốn làm bông làm trái đến giai đoạn kinh doanh, Willow Farm cũng đồng hành với bà con chúng ta. Willow Farm, một cái nơi mà một vị trí ở ấp Tân An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xa xa kia là cái cầu cái mương, cái chùa, cái nhà thờ cái mương nha bà con nha. Và từ cái nhà thờ cái mương thì bà con sẽ đi thẳng về hướng đây là ở bên tay phải nha bà con. Thì bà con nhìn thấy ở đây là cái bên tay phải này là cái văn phòng của Willow Farm ở tại Bến Tre. Đây em qua đường em quay cho bà con chúng ta xem một chút xíu nha. Xe chạy khá là nhiều, xe chạy nhiều quá bà con thông cảm nha. Buổi chiều là các anh chị em họ đi làm việc về đấy, rồi họ đi làm việc về nên xe nó chạy hơi nhiều. Ok, chào anh nha, đang chờ vợ anh chở vợ anh về đó bà con. Đây, bà con chúng ta thấy đây là buổi chiều nó hò hôn nha, nhìn cái ánh mặt trời cũng rất là đẹp. Rồi cái chiếc xe vận chuyển của GNT xuất phát rồi bà con. Bà con chúng ta thấy ở từ cái phà Đình Khao bà con đi qua là bên tay trái ha, từ phà Đình Khao bà con đi qua, bà con về hướng này bên tay trái, còn hướng từ mà nhà thờ Cái Mơn thì bà con về đây thì hướng bên tay phải nha bà con nha. Chúng ta bà con chúng ta quan sát một xíu những cái buổi chiều anh đi lấy hàng. Bên GNT anh đi lấy hàng, anh lấy một buổi sáng rồi, buổi trưa anh lấy ăn cử rồi, chiều anh lấy ăn cử nữa nha bà con. Anh sẽ xếp hàng, bà con chúng ta đặt hồi sáng thì bây giờ đang đóng hàng đi rồi đó. Bà con chúng ta đặt hàng buổi chiều thì sáng ngày mai sẽ đi nha bà con nha. Ok, né ra. Rồi, xe dài tạ bá luôn. Rồi bà con chúng ta quan sát này, thấy nè, đây Willow Farm. Từ cái hướng mà Vĩnh Long phà Đình Khao bà con qua thì bà con phải nhìn bên tay trái nha bà con. Bà con đi xa xa bà con nhìn thấy cái bảng chà bá lên kia ở trên đầu kia là bà con sẽ nhìn thấy rồi. Từ xa xa bà con nhìn thấy cái bảng này là Willow Farm rồi. Và bây giờ em quay trở lại trong văn phòng nha bà con nha. Đi vào bên trong. Rồi chúng ta nhìn thấy đi vào bên trong rồi bà con chúng ta sau này bà con chúng ta có thể đậu xe khu vực bên kia, chỗ chiếc xe bán tải đang đậu đó là cũng của Willow Farm nha bà con nha. Khu vực bên kia nó trống hơn, bà con có thể đậu ở bên khu vực bên đó. Rồi đại Willow Farm, khu vực bên này là khu vực văn phòng và cũng như là các bạn chuyên viên ở khu vực này. Nhưng mà khu vực bên đó thì vài bữa nữa nó xong rồi, bên đó đang làm đó bà con. Và hai vài bữa nữa xong rồi thì cũng bà con chúng ta có thể đậu xe và tham quan bên đó cũng giống như bên này thôi. Ok. Này các anh em đang ship hàng. Này bạn Như. Cái cây táo à? Cái cây táo này chắc xe máy đi không được quá, chở xong được. Cái cây táo này đẹp quá bà con. Chú mua cây táo này, muốn mua cây táo này nở ho luôn bà con. Bộ phim cây táo nở ho là đây là có thật đây. Trời ơi, về nó có trái luôn nè, chứ nói gì nữa. Về là có trái ăn luôn rồi đó. Này dễ thương quá ha. Mà quá dễ thương luôn. À, quên Willow Farm nè bà con, rộng rãi nè bà con, khu vực này đó, rất là thân thiện ha. Có gì cũng có hết, cây gì cũng có hết, có tất cả các loại cây luôn. Rồi bây giờ thì bye bye bà con.